lòng người đục trong, dèo nèo rối sợi chỉ hồng, buộc nhau dưỡng kiếp chung chồng, lầm than giấc mộng đều bông. Lòng con thương nên lòng đau đau thương càng thương, số phận hồng nhan ước dòng giàu sang dở dang sống nở vui tàn. Ai quăng đoán trường lời danh khúc mắt đó lường mong vui trong cõi vô Bèo hả? Dạ. Chào thầy Út. Mày đi đâu mà khuya dữ đà? Dạ, cậu hai chưa về nhà nên bà lớn sai con đi tìm cậu hai. Hồi chiều cậu hai bên nhà bà Tư. Không lẽ cậu hai ở tới giờ này mà chưa về? Dạ thôi, con đi tìm cậu hai nha thầy. Thầy có gặp cậu hai á, thầy nhắn giùm con á là bà đang đợi cậu hai ở nhà. Ừ, tôi biết rồi. Dạ, con đổi ơn thầy. Ông Bèo. Dạ. Đi tìm cậu hai âm thầm thôi nha. Đừng có nói với ai là cậu chưa về nhà lớn nha không? Dạ. Cậu hai ơi. Cậu hai. Cậu hai không thể nào ở bên nhà bà Tư được, mang tai mang tiếng chết luôn đó Đạt. Bèo bà, kiếm được cậu hai chưa? Con đi cả đêm cùng làng cuối xóm hết á mà không thấy cậu hai đâu hết trơn. Ôi, đi đâu cả đêm không biết nữa. Bèo, chuyện cậu hai đi cả đêm không về không được nói cho ai biết nghe chưa? Dạ thưa bà. Mà có ai biết chưa? Dạ không. Mà đêm qua ông về, ông hỏi con cậu hai đâu thì con nói cậu hai chưa về, rồi ông bảo con đi tìm cậu hai, xong rồi ông đi ngủ luôn. Vậy là ông không biết cậu hai đi đêm không về phải không? Dạ, con nghĩ chắc vậy. Im lặng, không được nói chuyện này nghe chưa? Dạ. Mà bà ơi, lỡ ông hỏi con rồi con biết trả lời bằng sao? Thì cứ trả lời là con đi kiếm rồi mà không thấy, rồi con trở về nhà, rồi bà biểu con đi ngủ. Mà tránh xuất hiện trước mặt ông đi. Thôi, vô đi ngủ đi. Dạ.
Bà ơi. Cái gì nữa? Dạ, đêm qua lúc con đi tìm cậu hai á, con có gặp thầy Út Thường. Thầy Út Thường? Thầy có nói gì không? Dạ, thầy Út Thường dặn con á, là âm thầm đi tìm cậu hai thôi, đừng có nói cho ai nghe hết. À, thôi đi vô ngủ đi. Dạ. Thầy Út Thừa cũng là người biết chuyện, mà thằng Quý có bao giờ đi qua đêm đâu. Đi đâu mà cả đêm không về vậy? Nhưng sao má lại đứng ở đây? Má đứng chờ con. Đi đâu vậy con? Hả? Con xin lỗi má, là má phải lo lắng thôi. À, con đi... Đi đâu? Con... Đi đâu? Nói cho má nghe. Con... Thôi được rồi, nếu không muốn nói thì thôi. Vô trong nhà, bà nội với cha con có hỏi, con nhớ nói là qua nhà cậu hai ngủ nghe không? Dạ, con biết rồi. Vô đi. Dạ. Con mình sao vậy nè? Bữa nay còn có chuyện giấu giếm nữa. Đêm qua tôi nghe con vàng nó sủa chi mà nó sủa dữ vậy bà? Nè, sao tôi hỏi bà không trả lời tôi? Chắc con vàng nó sủa bậy thôi. Tôi nghĩ là có cái chuyện chi đó. Con vàng nhà mình nó khôn lắm, phải có người nó mới sủa, chứ nó không có sủa bậy bao giờ đâu. Chắc đêm hôm tôi ngủ say quá nên nghe nó sủa mà không có ra coi. Chắc nó sủa mấy người đi câu đêm thôi. Đêm hôm qua cậu hai có tới nhà mình phải không? Dạ. Không biết có chuyện chi mà cậu hai cậu tới nhà mình trễ như vậy? Con cũng không biết nữa má. Hồi chiều hôm qua con tưởng cậu hai về bên nhà lớn rồi, mà không ngờ nửa đêm con vàng nó sủa hung quá. Con chạy ra ngoài coi, con thấy cậu hai á má. Lúc đó cậu hai đau dạ dày hung dữ lắm. Cái con thấy vậy, con đưa cậu hai vào nhà, rồi con múc cháo cho cậu hai ăn. Con đâm nghệ với mật ong cho cậu hai uống nữa đó má.
thấy khuya quá, cậu hai đòi về. Mà con đâu có dám để cho cậu hai về một mình. Con nói với cậu hai á là ở lại lên bộ dáng ở nhà trên á, ngủ rồi sáng hay về sớm. Nửa đêm nửa hôm, không biết có chuyện chi mà cậu hai lại đến nhà mình như vậy. Con. Dạ. Có khi nào bà lớn sai cậu hai qua đây kiểm tra coi con có về nhà mình thiệt không? Dạ. Rầu quá. Con cũng không biết nữa. Tối hôm qua con thấy cậu hai đau dạ dày hung lắm, cho nên con không có dám hỏi. Sáng thì cậu hai lại về sớm. Thôi không được rồi, con mau mau thu xếp đồ đạc về bên nhà lớn liền đi con. Ở đây có má chăm sóc tía được rồi. Đi đi về, đi về đi. Má, không có sao đâu. Con ở đây phụ má chăm sóc tía. Với lại con về bên nhà lớn, con cũng ở trong buồng cả ngày à, con đâu có mần cái chi đâu. Sao tự nhiên Nam Ngọc lại thay đổi thái độ với mình vậy ta? Thế ăn cơm hả? Đêm qua mà ngủ có ngon không? Cũng được. Mợ Năm nè, tôi có chuyện này muốn bàn với mợ. Ừ. Chuyện là vậy. À, tôi có một số bạn bè á, họ hùng lại với nhau mở tiệm thuốc ở tỉnh. Nhưng mà cái này khi mà mở tiệm ra có lời dữ lắm nghe. Bạn bè chí cốt lắm họ mới rủ tôi đó chứ. Cậu nói với tôi làm chi? Tôi đâu có biết mấy cái chuyện mừng ăn này đâu. Thì tôi biết là mà không biết, bởi vậy tôi mới nói cho mợ biết nè. Tại vì mình là vợ chồng với nhau, tôi muốn mừng cái gì phải thông báo cho mợ biết chứ. Ờ, thì cậu muốn mừng cái chi đó cậu mừng. Nhưng mà ngặt nổi tôi không có tiền nhiều. Cậu đi mượn má. Má hả? Má có chút đỉnh à, không có đủ. Tôi thấy má cậu có quá trời luôn. Má đưa tiền vô thì dễ, chứ lấy tiền ra khó vàng trời. Dễ gì má đưa. Bởi vậy mà cho tôi mượn nghe. Tôi đâu có còn. Vàng cưới cậu lấy đi hết trơn rồi. Bởi vậy nhiều khi mà nghĩ lại tôi tự trách mình nè. Nè, tôi hư nè. Lúc trước ăn chơi xa đọa, không nghĩ cho vợ con. Bây giờ muốn mừng ăn không có tiền trong tay, khổ thiệt chứ.
10 năm à. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Kể từ bây giờ tôi sẽ tập trung chí thú mần ăn, lo cho vợ con, không có làm khổ vợ con mình nữa. Mà tin tôi nghe. Vậy mà cho tôi mượn vàng đi. Thiệt bụng là tôi hết trơn rồi. Thì nếu mà không có á thì mợ về bển mượn má đi, thế nào má cũng đưa à. Má tôi á hả? Đúng rồi, má thiếu chi vàng. Mợ mượn giùm tôi đi ha, rồi tôi mừng ăn, tôi có lời á tôi trả lời cho má. Có khi nào Năm Ngọc tu chí mần ăn không? Nè, tôi hứa với mợ nha, từ nay tôi sẽ tập trung mần ăn, và tất cả những gì tiền lời á thì của chồng, công vợ. Tài sản đó là của hai vợ chồng mình, của chúng mà. Mà cậu cần bao nhiêu? 30 cây vàng. Dạ, Năm Ngọc nó đòi nhiêu đó má. Trời ơi, có nước là nó đi đánh bài chứ mần ăn kiểu chi. Má biết rồi, cái thằng đó nó đánh bài nổi tiếng ở bên bển. Dạ, tự nhiên nó ngọt ngào với con là con thấy nghi dữ lắm rồi. Mà má, con nghĩ là mình chịu đưa vàng cho nó, nó sẽ để yên cho con, nó không đánh con nữa. Nhưng mà má ơi, nó giúp con lần này thôi mà má, chứ không có vàng nó lại trở mặt nó đánh con. Nó đánh con đau lắm á má. Thôi, để từ từ má tính. Có lần nó xỉn về, nó đánh con sợ quá, con mới chạy ra giường con trốn. Nó còn xách dao ra đòi chém con nữa má. Mà hơn nữa có cha chồng con ngăn lại. Trời ơi, có chuyện đó nữa hả? Bên bỏ nó xử tệ với con lắm, không có cho con ăn ngon, bắt con ăn đồ ăn của người ở không à. Chỉ khi nào má chồng con với thằng Năm Ngọc không có ở nhà thì cha chồng con mới lén kêu người ở dọn đồ ăn cho con ăn. Trời ơi trời, sao mà bọn họ độc ác với con tôi quá vậy? Má, con khổ lắm á má. Thôi được rồi, má sẽ đưa vàng cho con, đặng họ để yên cho con, rồi từ từ má sẽ tính tiếp. Dạ. Để qua kêu thêm mấy đứa nữa qua đây phụ với má chăm sóc cho tía. Có em với má với con mua chăm sóc cho tía là được rồi. Thì có thêm nhiều người càng tốt chứ sao. Có thêm nhiều người sẽ chăm sóc chu đáo cho tía. Với lại em còn phải về bên nhà lớn. Nhưng mà tía em còn bệnh mà. Thì bệnh từ từ cũng khỏi. Qua sẽ kêu thầy Út Thường qua đây bắt mạch thường xuyên cho tía, lựa cái loại thuốc mà tốt nhất cho tía uống. Em còn lo cái chi. Nhưng em là phận con cái, tía má bệnh em phải ở bên chăm sóc cho tía má chứ. Có Qua lo rồi. Để Qua kêu thầy coi ngày lành tháng tốt, cất lại cái nhà mới cho tía má. Dạ thôi, tía má em ở căn nhà này cũng quen rồi. Với lại em thấy căn nhà vẫn còn ở được, khi nào hư hao rồi mình hãy tính tiếp. Ừ, em tính như vậy thì cũng đặng. Thôi, đi vào trong đó thưa với tía má, rồi về nhà lớn với Qua. Nhưng mà em muốn ở đây chăm sóc cho tía ít bữa nữa. Trước lúc cưới, ông cũng có hứa với em là cho phép em chăm sóc tía má lúc ốm đau bệnh tật mà. Thank you.
Mình cái chi mà lâu vậy không biết. Cậu Năm. Ừ? Có cái chi không? Cậu đang chờ ai phải không? Chờ mợ bay chứ ai. Đi từ sáng tới giờ về bển rồi, chưa về đây nữa. Chà, dạo này con thấy cậu lo cho mợ dữ ra. Vợ con không lo cho nó thì lo cho ai mày? Dạ. Ý mở gì vậy cậu? Mở. Ê, tê. Dạ. Nè nghe. Dạ. Đi vô nhà mà công chuyện khác nha. Lên. Con ở đây cũng mần công chuyện mà. Nghe lại cậu, đi vô nhà đi, ở đây cậu tính. Để con xuống. Nhanh lên, nhiều chuyện quá. Cáo. Đi vô. Cáo. Đây. Sao rồi? Má có đưa vàng không? Có. Tôi biết ngay. Má chắc chắn sẽ đưa. Vàng đâu? Vô nhà đi rồi tôi đưa. Nhanh lên. Nhanh lên, riết đi, tôi đợi từ sáng tới giờ rồi. Dạ con thưa cậu Hai. Sao con lại ở đây? Dạ con thấy sen đẹp quá nên con ra ngắm thôi. Còn cha? À, sen đẹp thật. Ta còn nhớ ngày xưa, trước khi cha và má tư của con chưa cưới nhau, cha và má tư của con cũng hay ra đây ngắm bờ sen này. Còn nhớ ngày đó, ta và má tư của con gặp nhau chỉ một lần, rồi say đắm mãi. Ông bà ta nói đó là nhất kiến chung tình. Nhất kiến chung tình? Đúng. Có nghĩa là chỉ cần gặp nhau một lần, rồi say đắm mãi không bao giờ quên. Ê Chiến Hữu, rót rượu đi nào. À, đây. À, đây, rót xong đi, rồi tôi thông báo một tin vui nè. Ê, nôn quá cậu Năm ơi, nôn quá. Rồi, đây. Ê, đấy. Đây. Đây. Vô. Vô. Vô một cái. Hôm nay, ăn nhậu bao nhiêu, tất cả tôi trả. Vô. Trời. Đúng là cậu Năm cưới vợ xong có khác. Tự nhiên cái phát tài lên liền vậy đó. Nay cho tụi này hưởng sái nữa chứ. Chứ sao, hôm nay là vận may nha. Chơi đâu thắng đó. Gom hết xong. Vậy là hay đó. Chứ sao. À, tất cả là nhờ thằng Tí. Nhắc mới nhớ. Tí à. Dạ. Vô cậu biểu. Dạ, cậu Năm kêu con. Người hầu trung thành nhất của tôi đó. Dạ, chào hai cậu. Bữa nay cậu gặp may. Đây, này cho mày nè, muốn mừng gì thì mừng. Dạ, con đổi hơn cậu. Chào hai cậu. Nè, mà cậu, sao á hồi trước á cậu chơi toàn là thua trắng không? Hôm nay tự nhiên cái hên vậy. Có chiêu hết. Có chiêu chứ. Nè, cậu Năm đừng có nói là cậu Năm xài cái chiêu mà lận nhau mèo nha. Ồ, ba cái nhau mèo đó hả? Cũ rích, bỏ rồi. Lúc trước xui làm sao? Chôm tiền bà già ruột. Bà cằn nhằn cử nhử hoài bởi vì xui, thua.
Còn đợt này á, tiền của bà và vợ hên lắm, chơi đâu thắng đó, gom xong, gom xong. À, ra là tiền của bà hội đồng. Đúng rồi. Đúng là tiền của bà hội đồng có khác. Hên liền vậy đó. Chứ sao? Phải nói là cậu Năm Ngọc giống như là chuột xa hũ nếp vậy đó. Chứ sao? Bởi, nhưng mà cậu Năm Ngọc nha, tụi tôi là cũng phải có phần đó nha. Yên tâm đi. Chơi với Năm Ngọc này là không có chiến hữu nào mà thiệt thòi hết á. Vậy vô. Vô. Dạ, mời. Đây, nhậu xong ở đây phải không? Một lát nữa ai mà về á cũng có một phần về mừng vốn. Yên tâm nha. Nghe con gì bằng nữa. Vô. Mẹ. Ủa mẹ đang hái lá sông hả? Thấy rồi mà còn hỏi đố tôi nữa. À, tôi có cái này cho mẹ nè. Cái chi vậy? À, bánh tét. Bánh tét hả? Anh cho tôi. Bánh tét chuối. Tôi biết mẹ thích ăn nên tôi để cho mẹ đó. Mà ở đâu anh có vậy? Người ta cho tôi. Nhưng mà tôi không thích ăn bánh tét chuối. Tôi biết mẹ thích ăn nên tôi để dành cho mẹ đó. Người ta cho anh mấy cái? Cho có 1 cái đó hả? Vậy cho 1 cái thì anh ăn đi, cho tôi mừng chi. Thôi, tôi đâu thích ăn bánh tét chuối đâu, tôi để dành cho mẹ mà. Vậy đa tạ nha. Mẹ ăn đi. À, mẹ vô đây ngồi đi. Mẹ ngồi đi. Đây để tôi lột cho. Sao anh mẫn nhìn tôi dữ vậy? Hối hận rồi phải không? Giả nè. Không có, tôi không phải ý đó đâu. Tôi thấy em ăn ngon quá nên tôi nhìn thôi. Chọc anh á, tôi lỡ ăn rồi không trả đâu. Mẹ ăn từ từ thôi để mắc nghẹn á. Dạ, con mời má. Mình. Dạ thưa cha. Thưa má. Ủa, thằng Quý đâu? Sao không thấy ra ăn cơm? Dạ thằng Quý lên chùa ăn cơm chay rồi. Hôm nay ngày kia mà lên chùa ăn cơm chay? Dạ cũng chỉ là một ngày bình thường. Nhưng thằng Quý lên chùa ăn cơm chay với mấy chú tiểu. Thầy Út thường nói dạ dày nó không được tốt. Lên trên đó ăn uống đạm bạc sẽ được tốt hơn. Muốn ăn cơm chay thì ở nhà này cũng nấu được vậy. Lên chùa mần chi rồi làm phiền nhà chùa. Chỉ là thêm chén cơm đôi đũa. Với lại con cũng kêu má của nó cúng gạo cho nhà chùa rồi. Dạ đúng, con đã sai lũ trẻ mang gạo, nhang đèn, dơi ít bạc lên chùa để cúng rồi, má yên tâm. Vậy cũng đặng. Thôi, ăn cơm đi. Con mời bà nội ăn cơm, con mời cha ăn cơm, con mời má lớn ăn cơm. Giỏi. Ăn cho nhiều để khỏe, chống lớn nha con. Thôi con không lớn đâu, lớn rồi buồn lắm. Sao lớn rồi buồn lắm? Giống anh hai vậy đó. Anh hai lớn rồi buồn hoài à. Anh hai buồn chuyện chi? Dạ con không biết nữa. Con hỏi anh hai thì anh hai không có trả lời. Thằng Quý buồn chuyện chi vậy bay? Con cũng không biết nữa. Mà còn con Cúc Hương nữa. Bữa giờ nó về chưa? Mấy nay má không thấy nó. Dạ, ông giáo vẫn còn bệnh nên
Cúc Hương phải ở bên đó chăm sóc cho ông giáo. Đơn bà có chồng thì phải theo chồng, cứ tự tiện về nhà cha má đẻ như vậy có thì sao đặng. Dạ đúng lý là như vậy, nhưng ngặt nổi em Cúc Hương lại là con một trong gia đình, em thương cha má nên muốn tự tay chăm sóc nó mới yên dạ. Rồi ăn đi. Dạ, thưa bà Tư. Có chuyện chi? Dạ, cậu Hai biểu con qua đây á, mang cho bà Tư ít hoa cúc để bà Tư trồng cho vui nhà vui cửa. Ừ, cứ để đó đi, một chút nữa tôi sẽ đem đi trồng. Dạ. Dạ, vậy thôi thưa bà Tư con về. Ừ. Sao cha đứng đây một mình vậy cha? Cha đương bực bội ở trong người, đứng đây hóng mát cho khuây khỏa một chút. Cha có phiền lòng chi á thì xin cha cứ nói cho con biết. Thì chuyện của má Tư Bay, bà nội con cứ la cha hoài, nói là sao không kêu má Tư của con về bên nhà lớn ở. Ngặt một cái, trước khi cưới má Tư Bay, cha có hứa là nếu như sau này ông bà giáo có bệnh tình chi thì cha cho phép má Tư của Bay về bên đó chăm sóc. Bởi vậy người ta nói há miệng mất quai, khổ thật. Con cũng hiểu cái khó của cha, cũng hiểu cái tánh của bà nội, nhưng mà nếu cha đã hứa với má Tư rồi đó thì cha thông cảm cho hoàn cảnh đương chiếc của má Tư. Vì nếu cha mà ép má Tư về nhà mình thì má Tư sẽ buồn đó. Ôi, tôi nói cái đám tá điền bây giờ nó ranh ma dữ lắm. Không có mà siết chặt lại ha, là nó ăn trên đầu cha nó ăn xuống. Bởi vậy mà sao kỳ ta, sao này mắt mũi nó kèm nhem làm sao á. Ghi có con số mà ghi không được, mắt kém quá. Bà thấy ghi ổn không? Ổn thì ghi, không ổn đem qua đây tôi ghi cho. Chi? Đem đây tôi ghi cho. Đưa ông Mần. Ừ. Ai tin ông? Vậy đất ơi, tôi là chồng bà nha, bà không tin tôi mà tin ai? Nè ha, ông á là nhẹ dạ, ai mà than khó than khổ á ông lấy ông cho, còn đứa nào mà khóc lóc trời ơi ông ơi con khổ quá là ông xóa nợ cho nó. Hên lắm ông mới lấy được tôi Mần vợ á, chứ không có tôi á tôi giữ cái gia sản này cho ông khéo giờ sạc nghiệp à. Đem cho thiên hạ hết. Nè, tại vì người ta khổ quá người ta mới xin mình thì mình cho chút chút, giống như đi chùa Mần Phước gì đó. Mần chi? Mần Phước hả? Nè, Mần Phước á
cũng mừng phước chỗ khác chứ không có mừng phước cho cái đám tá điền nha. Tụi nó khóc lóc hay lắm. Ông á mà yếu bóng vía ha là ông nghe tin tụi nó sái cổ rồi có nhiều đưa nó hết. Tôi á còn đỡ hơn bà. Bà tính toán bà chi ly. Để làm chi? Bà gom tiền về, gom lúa, gom vàng về để cho thằng con bà đi phá của bài bạc, không khéo mốt sập cái nhà này luôn á. Tụi cha má mới về. Ô là trời ơi, trục tưng tụi má về rồi hả? Ôi ôi, nhìn gì mày, quát ơi. Sao? Con không biết bằng chi nữa. Mà bây giờ xui tận mạng nè. Chơi cái chi thua cái đó, đụng đâu thua đó. Ôi, chứ hồi nào giờ cả đời mày chơi, có thắng được ai? Ông, cha nói cái chi vậy cha? Con từ trước tới bây giờ, chơi cái chi? Chơi ở đâu nhưng mà không bao giờ đụng vô tiền nhà này. Chắc mày ra đường mày hái lá mít xuống mày mằng tiền. Ông, ông cái gì cái... không đúng đó má thấy không? Riết rồi con mừng cái chi cũng bị càm ràm hết á. Con không biết là con là con ruột của cha hay là vợ con là con ruột của cha nữa. Hay tầm bà nói gì khác nào má đi lấy lên xui. Bà mới bậy đó. Thôi ồn ào quá đi. Ta đi ngoài đường mệt mỏi rồi, về nhà còn mệt hơn nữa. Càm ràm. Con. Bà. Cái gì? Tôi nói chuyện với bà. Tôi nè, nói đi. Bà đó, bà cưng chiều nó quá rồi đâm cả nó hư rồi đó. Kệ tôi, con tôi cưng, tôi không cưng con thiên hà. Tao nóng nha. Đánh mày. Đi đâu vậy? Tôi khát nước, tôi đi uống nước. Mời ngồi xuống đi. Nè, mà uống đi. Mợ Năm nè, tôi có chuyện muốn bàn với mợ. Tôi cần 20 cây vàng để mua rượu. 20 cây hả? Ừ. Rượu này á là người ta kẹt tiền, cần bán gấp. Mình cứ mua đi, để đó chắc chắn sẽ có lời. Rượu nhà anh thiếu chi, tự nhiên mua thêm là làm sao? Thì ai mà không biết nhà mình nhiều ruộng đất đúng không? Nhưng mà mình cứ mua vô đi, để đó khi nào lời nhiều mình bán ra mừng ăn mà ai không muốn, đúng không? Mà tôi đâu có biết mấy cái chuyện này, anh đừng nói với tôi. Mà sao vậy? Thái độ vậy là sao? Tôi bàn công chuyện mừng ăn với mợ đó, hay là muốn tôi ăn chơi ra ngoài hả? Tôi không cần biết. Bây giờ ngày mai đi về bển nói với má, đưa tôi 20 cây vàng nữa. Má không có cho nữa đâu. Má mới đưa anh 30 cây mà. 30 cây đó là hùng mừng ăn với người ta, còn 20 cây này là mua ruộng. Không có 20 cây đó, đừng có trách tôi. Nghe lời tôi đi, thì tôi thương, còn không á đừng nói sao thằng này đánh đập vợ con nghe chưa, nghe chưa? Dạ. Ngoan vậy đó, thương không?
cầu trời cầu Phật phù hộ má cho. Má ơi, có chuyện chi vậy? Có chuyện nữa rồi má. Má ra ngoài con nói má nghe. Nè, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói má nghe coi. Thằng Sâm Ngọc nó đòi vàng nữa rồi má. Vàng? Nó đòi bao nhiêu? 20 cây lận môi. Trời đất ơi, ở đâu ra? Cái quần ăn cướp mà. Nó nói là con không có vàng cho nó, là nó quýnh con nữa. Nó quýnh con đau lắm má. Thiệt cái thằng khốn nạn ghê. Thôi, hay là bây giờ mình về mình nói cho bà nội nghe, để bà nội biết, rồi bà nội cho con về nhà. Chứ mà con ở bển, con cứ hồi hộp rồi không biết khi nào nó quýnh con nữa. Không được đâu con. Con biết tánh nội mà. Nội cố chấp, nội trọng danh dự lắm. Đời nào mà nội cho con về nhà ở? Vậy giờ con sao á má? Nó nói chiều nay không có vàng cho nó, nó quýnh con chết luôn. Thôi, con về bên đó, con nói với nó là 10 ngày đi, 10 ngày sẽ có vàng. 10 ngày hả? Không biết nó chịu không nữa. Không chịu cũng phải chịu. Má đã điều tra nhà bên đó rồi, không có cái gì hết trơn. Rỗng ruột con à. Cha má nó đồng ý cho nó lấy con là cũng đã dòm ngó gia tài nhà mình rồi. Mà con sợ lắm má. Không có chi phải sợ hết. Con cứ về nói y chơn như vậy. Nó đòi vàng mà mình đưa cho nó liền, rồi cứ ăn quen miệng như vậy, rồi lần sau nó đòi tiếp, rồi vàng đâu mà đủ. Dạ con biết rồi. Mà sao con khổ quá vậy má? Thôi ráng đi con. Ủa, mà con qua đây có ai biết không? Dạ có thằng Bèo biết. Tại hồi nãy con về tới cổng nhà, con có gặp nó. Nó nói là má lên chùa, bởi vậy con mới lên con kiếm. Thôi bây giờ con tranh thủ về bên đó đi, lỡ có ai thấy thì... Má bắt con về cái địa ngục đó nữa hả? Được rồi, có gì cứ bình tĩnh, từ từ má tính. Tính hết, nghe. Thôi về đi con. Đi đi, về liền đi không người ta thấy. Đi đi. Con gái tôi cưng tôi chịu biết là bao nhiêu. Vậy mà cái quần khốn nạn đó, nó đánh đập hành hạ nó. Nằm ngọc, mày sẽ biết tại tao. Khúc mắc đó lừng mộng du trong